thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11201 có ông Phan Thành Phong, sinh năm 1999, thường trú tại ấp Ninh Hưng 1, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số CS11201 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp năm 2020 tại thủy đất số 573, tờ bản đồ số 02, diện tích 491,8 m2, địa chỉ đất tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban dân phường Ninh Thạnh, thành phố Thị Ninh sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Thanh Phong theo quy định của pháp luật.